Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đến thăm, chúc Tết gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Trong dịp này, đoàn của đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hội, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm chúc Tết gia đình mẹ Việt Nam anh hùng do Công an tỉnh phụng dưỡng trên địa bàn huyện Krông Pắc. Đó là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chiết ở xã Ea Phê và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lý ở xã Ea Quang. Hai mẹ có con là liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và đấu tranh truy quét phun rô bảo vệ an ninh buôn làng. Trong không khí ấm áp của những ngày xuân Nhâm Dần 2022, lãnh đạo Công an tỉnh và đoàn đã bày tỏ sự ghi ơn, tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp xương máu mà các mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ đã cống hiến cho Tổ quốc có những mùa xuân hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, tươi đẹp như ngày hôm nay. Đoàn của Công an tỉnh cũng gửi những lời chúc tốt đẹp xuân mới, an khang thịnh vượng và tặng những món quà Tết đến với gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng. Cũng trong đợt này, đoàn của đồng chí Nguyễn Văn Hội đã đến thăm chúc Tết công an các huyện Madarak, Eka, Krông Bách và một số phòng thuộc Công an tỉnh. Sau khi ghi nhận kết quả công an các huyện, các phòng đã đạt được trong năm 2021, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng quà Tết và gửi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ cùng gia đình những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, Tết đến xuân về, nhà nhà sức khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo nhắc nhở công an các huyện, các phòng trong dịp Tết cần tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, thôn buôn, tổ dân phố, nhất là những địa bàn trọng điểm để nắm tình hình, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động ngăn ngừa những vi phạm, xử lý ngay các loại tội phạm mới phát sinh, không để lây lan phức tạp, phát sinh điểm nóng, đảm bảo yên bình cho nhân dân trong tỉnh, yên tâm vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.